Hi, xin chào mọi người. Rất lâu rồi tôi không ra clip cho mọi người xem. Thì hôm nay tôi đi khoan che luồng với mọi người. Khoan để ngâm súng nước. Bởi vì tôi có một cái ý tưởng là làm một cái nhà vườn ấy mọi người. Làm một cái nhà vườn 100% bằng che luồng ấy mọi người. Khi mà tôi sang Hàn Quốc ấy, được ngắm những cái nhà, có thể là nhà lắp ghép ấy mọi người, hoặc là cái nhà công ấy, thì tôi rất là thích luôn. Nghe từ lúc đấy thì tôi đã có ý tưởng thiết kế một cái nhà đơn giản. Thì này có cái máy khoan này, tôi sẽ đi khoan để ngâm xuống ao. Đây toàn bộ những cái cây luồng tôi đã tập kết ra đây này, gom lại cái chỗ mà gần cái ao này. Đây là cái vị trí mà sẽ ngâm. Đây, che luồng đã chặt từ hôm qua nha mọi người. Bởi vì che luồng vốn dĩ nó cũng hay bị mối mọt đấy mọi người. Cho nên là bây giờ có rất nhiều cách để mình xử lý mối mọt. Nhưng mà theo cái truyền thống nhất mà các thế hệ mà hay thường vận dụng, đó chính là ngâm nước đấy mọi người. Tức là ngâm bùn. Thì cái ưu điểm của phương pháp này là nó sẽ giúp làm cái thức ăn của mối mọt nó mất đi, tức là cái thức ăn mà mối mọt hay sử dụng hay vào ấy, thì đấy là do cái tinh bột, tức là có cái lượng đường nhất định ở trong cây tre, cho nên là mình ngâm thì nó sẽ mất cái đấy đi và mối mọt không còn thức ăn để ăn, thì nó sẽ không còn cơ hội để nó sinh sống ở đấy nữa. Rất nhiều những cái phương pháp nó ưu việt hơn, ví dụ như dùng hóa chất đấy mọi người, cần ngâm khoảng 2 tuần là có thể xử lý được mối mọt. Tuy nhiên thì cái phương pháp đấy tôi cũng cảm thấy là nó không an toàn đấy mọi người. Nó mặc dù nó rất là nhanh, hiệu quả, nhưng mà nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Khi mà mình làm một cái nhà để mình ở thì cái tiêu chí đó là an toàn, cho nên là tôi sẽ không thể sử dụng cái phương pháp ngâm bằng hóa chất. Để sau khi mà khoan xong, đục xong những cái lỗ thì tôi sẽ cho vào cái ao này. Có lẽ thời gian nó sẽ gió gấp rút cho nên là sẽ không thể mà đợi lâu như trong cái kinh nghiệm mà người xưa đã truyền lại. Bởi vì theo cái tiêu chuẩn của nó, khi mà mình dùng cái phương pháp ngâm bùn ấy, thì cái thời gian tối thiểu của nó là phải 4 cho đến 5 tháng nha mọi người. Nhưng mà do thời gian gấp quá cho nên là tôi sẽ có thể là hơn 2 tháng hoặc là 3 tháng. Sau đó thì tôi sẽ vớt lên và dùng một cái bước nữa, đó chính là hun khói nha mọi người. Bởi vì là cái thời gian ngâm của tôi nó quá là ngắn cho nên là phải qua một cái bước nữa, đó chính là hun khói cho nó thật kỹ để cho tre nó khô hoàn toàn, và lúc đấy thì mối mọt không còn cơ hội để mà sinh sống ở đấy nữa. Có thể thấy một cái máy khoan mini cầm tay chạy bằng pin, nhỏ nhưng mà có võ mọi người. Cái máy khoan chạy pin này là tôi mua ở trên shop Cô Lan nhé mọi người. Mọi người có thể vào trên Google và sượt là shop Cô Lan hoặc là cơ khí nhà Cô Lan nhé mọi người, thì mọi người sẽ thấy rất nhiều những cái sản phẩm cầm tay chạy bằng pin, có máy khoan rồi là máy xiết vu lông ấy mọi người. Thì mọi người nếu mà muốn mua thì có thể vào shop nhà Cô Lan để mua, cũng khá uy tín nha mọi người. Khi mà mình mua cái này thì sẽ được 2 cái pin theo này, và cái giá nó cũng phải chăng nha mọi người. Đợt trước tôi đặt cái này thì hết gần 700 thôi. Chạy cũng khá là ngon lành nha mọi người. Giờ tôi sẽ giải ra và sau đó sẽ lấy cái máy khoan lên cái lỗ để cho quá trình mình ngâm ấy, nước nó có thể chui vào từng đốt. Bởi vì mình mà không khoan những cái lỗ ấy, thì nước nó sẽ không thể vào trong được. Bây giờ tôi sẽ khoan cái che luồng cho mọi người xem nhé.
Mặc dù cái máy dáng rất là mini, tức là rất là nhỏ bé nhưng mà khá là mạnh mẽ nha mọi người. Máy hết pin mọi người ạ. Tại vì hôm qua dùng xong rồi không sạc cho nên là đang dùng thì hết pin, bây giờ phải về sạc này. Và tôi cũng sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Nếu thấy hay và cho mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Giang Xem Vlog nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo.